Thân chào các em. Tuần trước thầy và trò mình đã đến phân phối siêu bội và thầy cũng đã giới thiệu các em các công cụ tính toán. Hai công cụ mà các em phải nhớ đó là công cụ Excel và công cụ trên máy tính bỏ túi. Hôm nay thầy tiếp tục đến bài phân phối dị thức và phân phối bót xong. Mời các em nhìn lên màn hình. Hôm trước thầy đã có đưa thí dụ đúng không? Và thầy kêu suy nghĩ cái bài này. Sau khi sản xuất xong sản phẩm của một nhà máy Đại Hùng được đóng thành hộp. Mỗi hộp có 10 sản phẩm, tức là một hộp rất nhiều sản phẩm nhưng mà một hộp chỉ chứa 10 sản phẩm thôi nhá. Cho biết số sản phẩm loại 1 trong mỗi hộp có phân phối như sau. Sản phẩm loại 1 có 7 sản phẩm loại 1 thì chiếm tỷ lệ tương ứng là 10%, các em, 10%. Cái hộp mà có 8 sản phẩm loại 1 thì chiếm 30%. Cái hộp mà chứa 9 sản phẩm loại 1 thì có tỷ lệ là sản xuất ra đó là 40%. Và cái hộp mà có 10 sản phẩm loại 1 luôn thì ít thôi, chỉ có 20% thôi. Như vậy các em thấy là nhà máy người ta sản xuất ra thì cũng có những cái thứ phẩm, có những cái chính phẩm. Chính phẩm thì mình gọi là loại 1, và có những cái thứ phẩm thì mình gọi là loại 2 hoặc là thứ phẩm nhá. Thì cái sản phẩm mà loại 1 được phân phối như là cái bảng trên. Vậy các em thấy là nhận xét ngay một điều là cái gì các em? Tỷ lệ hộp tương ứng đây này, tức là có 100% thì là phân bổ cho cái hộp loại mà 7 sản phẩm loại 1 trong một hộp, còn 3 sản phẩm á là thứ phẩm đúng không, thì chiếm 10%. Còn cái loại mà 8 sản phẩm loại 1 còn lại là hai sản phẩm thứ phẩm đúng không, thì chiếm 30%. Đấy, như vậy đây là 100% các em đúng không? Và đây gợi nhớ cho ta cái điều gì, gợi nhớ cho ta cái điều gì các em? Đây chính là hệ xác suất đầy đủ đúng không? Đấy, tiếp tục nha. Câu hỏi nào, một khách hàng muốn mua một lô 500 hộp của nhà máy. Khách hàng này hơi khó tính phải không? Khách hàng đưa ra một cái luật chơi như sau. Khách hàng này kiểm tra từng hộp, tức là mua 500 hộp thì cứ bóc lên từng hộp một, kiểm tra xem cái hộp đó nếu có 3 sản phẩm loại 1 thì ok là chấp nhận cái hộp đó. Còn nếu mà dưới 3 sản phẩm, từ 3 sản phẩm trở đi đó, nếu mà bốc ra trong hộp, mỗi hộp là 10 mà bốc ra 3, ngẫu nhiên bốc ra 3 và 3 sản phẩm đó là sản phẩm loại 1 thì hộp đó chấp nhận nhé. Tức là mỗi hộp rút ra 3 cùng lúc nhé. Nếu 3 cái đó là sản phẩm loại 1 thì ta đặt cò, ta đặt ok, ta lấy nhé. Rồi sao nữa nào? Bây giờ câu hỏi, tính xác suất để một hộp được chấp nhận, tức là lấy ra một hộp ngẫu nhiên thì hộp đó được chấp nhận, xem xác suất là bằng bao nhiêu. Câu B, tìm số hộp tin chắc nhất mà khách hàng có thể nhận được từ 500 hộp cần muốn mua ở trên. Tức là khách hàng này muốn mua 500 hộp, lựa 500 hộp ra như vậy. Thì với cái cách thức kiểm tra cái sản phẩm như thế thì trong 500 hộp đó thì ta tin chắc nhất là sẽ nhận được bao nhiêu hộp, khách hàng này sẽ nhận được bao nhiêu hộp. Thì bài này là bài mà
ở trong cái bài phân phối nhị thức, đúng không? Bài phân phối nhị thức. Cho nên ta thấy ngay là câu A nó liên quan không phải phân phối nhị thức mà là ở chương chương 1 chúng ta đã học rồi. Và thầy gợi nhớ, và thầy gợi nhớ cái bảng hồi nãy đấy. Thầy nói là cái bảng này là cái bảng gì? Đây, đây chính là hệ xác suất đầy đủ các em. Hệ xác suất đầy đủ. Thế thì gợi nhớ cho ta phải dùng công thức. Công thức gì? Xác suất đầy đủ. Đúng không? Như vậy ta sẽ dùng công thức đầy đủ ở đây. Đầu tiên là thầy gọi A7 là cái biến cố mà hộp đó là có 7 sản phẩm loại 1. Thì xác suất này người ta cho mình rồi. 10% này các em, đúng không? Lấy ra hộp đó mà hộp đó xác suất là 10%. Xác suất mà có cái hộp mà có 7 sản phẩm loại 1. Tương tự A8 là biến cố có 8 sản phẩm loại 1. Thì xác suất người ta cũng cho rồi trên cái bảng hồi nãy nữa, phải không các em? Tức là 30%. A9 là biến cố có 9 sản phẩm loại 1. Thì cái bảng hồi nãy cũng cho ta là 40% rồi. Còn A10 thì gọi là biến biến cố mà hộp có 10 sản phẩm loại 1. Thì bảng xanh hồi nãy cũng cho ta cái xác suất của nó là 20%. Thế thì bây giờ gọi A là biến cố nhặt ra được một hộp thì chấp nhặt ra ngẫu nhiên một hộp thì hộp đó xác suất nhận được sẽ là bao nhiêu? Xác suất nhận được sẽ là bao nhiêu? Nhận cái hộp đó sẽ là bao nhiêu? Phải không các em? Thì giờ mình dùng công thức xác suất đầy đủ thôi. Thì PA của nó sẽ bằng bằng gì? PA sẽ bằng BA7 nhân với xác suất của A xuyệt A7 cộng với xác suất của A8 nhân với xác suất của A xuyệt A8 trên A8 nha. Cộng với xác suất của A9 nhân với xác suất của A xuyệt A9 cộng với BA10 nhân với xác suất của A xuyệt A10. Ý nghĩa của cái này là gì các em? BA7 thì mình biết rồi đây nè, xác suất của nó là bằng 10% đây nè. Còn cái này là cái gì? Xác suất để biến cố A chấp nhận hộp đó với điều kiện là, với điều kiện là gì? Là ta nhặt được ở hộp thứ bảy, hộp mà hộp có 7 sản phẩm loại 1 các em ạ. Hộp có 7 sản phẩm loại 1. Là chấp nhận hộp đó với điều kiện là ta đã lấy là cái hộp ở A7, có nghĩa là có 7 sản phẩm loại 1. Tương tự như bên này cũng vậy. Chấp nhận cái hộp đó với điều kiện là cái hộp đó có 8 sản phẩm loại 1, vân vân. Cho nên A10 thì là chấp nhận hộp đó với điều kiện là cái hộp đó ta nhặt ra là 10 sản phẩm loại 1. Thế thì bốn anh này ta biết này, BA7, BA8, BA9 và BA10 xác suất ta cho rồi. Giờ còn lại ta còn tính bốn anh tương ứng còn lại, đúng không? Thì cái này ta cũng đã biết rồi phải không? Xác suất để mà nhận hộp đó với điều kiện là trong hộp đó là có 7 sản phẩm loại 1 mà nhặt ra 3, tức là lấy ra 3 sản phẩm bất kỳ mà 3 sản phẩm đó nếu là sản phẩm loại 1 thì ta chấp nhận. Thế thì ta tính sao nào các em? Công thức cũng là công thức siêu bội đúng không? Phải không nào? BA A7, BA xuyệt A7 thì mẫu số của nó ta đã biết rồi. Có 10 10 sản phẩm trong một hộp mà. 10 sản phẩm trong một hộp thì ta lấy 3 thì là C13. Đúng không? Còn để chấp nhận hộp đó thì là ở đây có 7 mà, có 7 sản phẩm loại 1 thì ta phải nhặt ra được 3 C73. Còn lại cái này thì để cho nó có vẻ hình thức thôi. Đây là ta dùng công thức siêu bội C30, có nghĩa là 3 sản phẩm này là 3 sản phẩm
thứ phẩm đó các em, không phải là loại một, thấy không? Mà không có thứ phẩm, nhặt ra ba nhưng mà không có thứ phẩm đấy. Thì các em tính bấm máy thôi, bấm máy đơn giản, cái này ta sẽ bằng 7/20, à 7/24, xin lỗi, đúng không? Và tương tự như vậy cho BA xuyệt A8 thì cũng vậy thôi. A8 thì ở đây ta chỉ thay cái số 7 bằng số 8, ở đây là thay số 3 bằng số 2, phải không các em? Và đây nó vẫn là số 0 thôi, đây đây nó vẫn là số 0, đây vẫn là số 0 nhá. Như vậy A8 BA xuyệt A8 của ta là bằng công thức này, thay số 7 bằng số 8 thôi, thay số 3 bằng số 2, mà thực chất cái này thì nó bằng 1, thì để vô nó vẽ hình thức, thì nói lại để vô cho nó có vẻ hình thức cho ta nhớ luôn, phải không? Ta dùng công thức này nhiều lần, này là 8C83, thì ta bấm máy ra ta có là 7/10, 15, 7/15. Tiếp tục BA xuyệt A9 thì cũng vậy nhá, thay số 7 bằng số 9 là xong, số 7 bằng số 9 là xong. Như vậy là C, đây là C93, bấm máy ra ta có 7/10. Tương tự cuối cùng, đúng không? Thì xác suất của A xuyệt A10 có nghĩa là cái hộp mà hộp đó là có 10 sản phẩm loại loại một hết, mà bây giờ khách hàng này lại muốn nhặt ra ba sản phẩm, mà ít nhất phải là ba sản phẩm loại một, đúng ba sản phẩm loại một thì mới lấy, thì chắc chắn là bằng bằng một rồi, tại vì 10 sản phẩm mà, 10 sản phẩm, 10 sản phẩm lấy ra thì là tất cả đều loại một, cho nên lấy ra ba cái chắc chắn là cũng là loại một, mà như vậy xác suất ở đây bằng bằng một, xác suất đây bằng một. Ta không cần tính ra công thức, nhưng mà rõ ràng là để vào công thức thì ta cũng thấy là đây hai cái tử và mẫu bằng nhau, và đây là xác suất bằng một đấy. Như vậy thì ta ráp công thức này vào thôi các em. Vấn đề là giờ ta ráp công thức vào, ta biết cái biểu thức vàng này, từng xác suất ta biết, từng xác suất BA7 ta biết, BA8 ta biết, và tương ứng xác suất của chúng, xác suất điều kiện đó tương ứng BA7, BA xuyệt A7 đó ta đã biết. Ta ráp công thức vào thì ta sẽ tìm ra được là xác suất của BA thì sẽ bằng 0.6492. Ý nghĩa của cái này là gì các em? Tức là lấy ra một hộp để hộp đó chấp nhận với cái luật chơi của cái người khách hàng đó thì là gần như là 65%, tức là lấy 100 lần thì chắc là khách hàng đó sẽ nhận được 65 hộp, đúng không? Đây là ý nghĩa của nó. BA tức là xác suất biến cố chấp nhận cái hộp đó là 65%, gần như 65%, tức là nếu mà trung bình ta nhặt 10 cái hộp sản phẩm đó, à 100 hộp sản phẩm, thì ta sẽ nhận được 65 hộp, 65 hộp. Bây giờ đến câu 2. Câu 2 thì nhắc lại cái đề này. Câu 2 là bây giờ ta lấy 500 hộp như vậy, cũng luật chơi như vậy, mỗi hộp ta cứ bốc ra ba, mà nếu mà ba sản phẩm loại một thì đặt co dục vào giỏ mình, không thì trả lại, và cứ thế ta làm đến 500 hộp. Thế thì đi giờ câu B nó nói là nếu mà lựa 500 lần cái hộp nó như vậy thì ta sẽ nhận được tin chắc nhất số hộp nhận được là bằng bao nhiêu. Nãy thầy giải thích như vậy là 500 lần thử 500 lần, đúng không? Ta phải mỗi lần ta thử thử 500 lần, mà mỗi lần thành công thì xác suất như nãy thầy nói là nó bằng cái gì? Thành công để chấp nhận cái hộp đó chính là 0,6492, gần như là 65%. À, như vậy xác suất để mà không thành công có nghĩa là Q sẽ bằng 1 trừ cho cái số này, số P này đây. Và như vậy đây ta gợi cho ta ngay cái định nghĩa về về gì? Phân phối nhị thức, đúng không? Như vậy là
Nếu gọi X là số hộp, số hộp chấp nhận được theo cái luật chơi đó, thì X sẽ thuộc vào cái gì? Phân phối nhị thực. Với N bằng bao nhiêu các em? N bằng 500, tại vì thử 500 lần mà. 500 lần, và xác suất thành công của một lần là bằng bao nhiêu? P bằng 65% nè, gần bằng 65% nè các em, đúng không? Và như vậy ta tiếp tục nhá. Như vậy gọi X là số hộp mà được chấp nhận được, số hộp được chấp nhận sau khi kiểm tra 500 hộp, thì X sẽ thuộc vào phân phối nhị thức 500P, chính là xác suất ta vừa mới tìm đây, gần 65% đây, đúng không? Bây giờ ta gọi K là số hộp tin chắc nhất. Cái thuật ngữ tin chắc nhất nè, thầy có lần thầy nói tin chắc nhất là gì các em? Thuật ngữ này là nó thành một cái thuật ngữ riêng rồi. Tin chắc nhất đó là cái xác suất lớn nhất, đúng không? Thầy đã nói một lần nhá. Như vậy là tin chắc nhất là có nghĩa là xác suất lớn nhất. Xác suất lớn nhất chính là cái mốt đó các em, chính là mốt, mà mốt của nhị thức, mốt của X, mà X là nhị thức, thì nó phải thỏa mãn cái bất đẳng thức này. NP là kỳ vọng, đúng không? NP nhớ là kỳ vọng của nhị thức, trừ Q. Vế bên trái nhá, còn vế bên phải NP trừ Q cộng 1, có nghĩa là vế bên phải và vế bên trái nó hơn nhau đúng một đơn vị thôi. Đúng một đơn vị, cho nên là ta tính ra NP bằng cái này, nhân cho 500, N là 500, P ta mới vừa tìm đây. Và NP trừ Q, trừ Q là cái số, Q là chính là 1 trừ P đó các em. Ra cái này, ta tính ra ta thấy là 324.232, còn ở bên phải là 324.583. Như vậy cuối cùng là ta chọn N, cái xác suất lớn nhất chính là mốt của nó là 325 hộp các em ạ. 325 hộp nhá. Để thỏa mãn cái này, 324 này, 324 này cũng 324 thì là bằng luôn, phải không? Là 325, ta cộng 1 vào, ta cộng 1 vào. Như vậy là bên phải của ta cộng 1 chính là 325. Và như vậy số hộp tin chắc nhất nhận được trong 500 hộp chính là 325 hộp. 325 hộp. Như vậy thực chất là cái bất đẳng thức này nè, các em thấy có vẻ nó rườm rà nhưng mà nó hầu như là nó gần bằng với NP các em ạ. NP, nếu em nào mà không muốn nhớ cái này, không muốn nhớ cái bất đẳng thức này, thì hãy tính NP ra mà lấy số chẵn của nó. 324 thì giờ là 325. 324.583 thì mình sẽ lấy chẵn là 32 325. Đấy. Và như vậy trung bình mà nói thì trong 500 lần mà lấy theo cái kiểu như vậy đấy, theo cái luật chơi như vậy, thì khách hàng nhận được là 325 hộp này mà. Đó. Như vậy bài này nó kết hợp giữa cái chương 1 là cái chương mà hệ xác suất đầy đủ, sau đó thì là cứ mỗi lần mà thử như vậy, thử 500 lần như vậy, mỗi lần thì xác suất thành công thì ta biết rồi, P ta biết, mà như vậy là tính cái mốt của nó thì bằng NP, số chẵn nhá. Vậy các em có thông bài này chưa? Để thời gian cho các em có thể ghi chú nhá. Vì xác suất, cái lời giải, ngay cả cái đề bài nó cũng rất là nhiều, chữ nó nhiều, toán ký hiệu cũng nhiều, cho nên là các em nên ghi một cách tốc ký như thế nào đấy, để lần phát sóng tiếp theo thì mẹ em sẽ theo dõi được. Một ngày nhà đài cũng phát sóng đâu 4-5 lần thì mẹ em sẽ tự theo dõi nhé.
Rồi ta sang tiếp tục nào. Tiếp tục một thí dụ nữa. Tiếp tục một thí dụ nữa. Ví dụ 3 nào. Một bài trắc nghiệm có 10 câu. Có 10 câu. Bài trắc nghiệm có 10 câu nhá. Trắc nghiệm các em biết rồi đấy. Thì A, B, C, D đúng không? À, gọi là câu những câu trắc nghiệm. Có 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời A, B, C, D. Ha? A, B, C, D. 4 phương án trả lời. Mấy em quen rồi nhá. Thì tốt nghiệp là đã quen cái này rồi. Ha? Trong đó chỉ có một phương án đúng. Chắc chắn rồi. Ha? Trắc nghiệm thì luôn luôn là trong 4 phương án có một phương án đúng. Một sinh viên làm bài bằng cách hoàn toàn đánh hú họa, tức là đánh ngẫu nhiên đó các em. Từ hú họa đây là đánh ngẫu nhiên. Biết rằng điểm một câu đúng là 2 điểm, nhưng nếu sai, điểm một câu sai sẽ bị trừ đi 1 điểm. À, vậy các em nhớ nha, một câu đúng được 2, một câu sai bị trừ đi 1 điểm, tức là một câu đúng cộng 2 điểm, một câu sai bị trừ 1 điểm. Rồi tính xác suất điểm của sinh viên này đạt đạt và người ta chú ý là 5 điểm là đạt các em ạ. Thì mình cũng đã quen rồi phải không, mặc dù các em học tín chỉ là 4 điểm đạt nhưng mà ở đây bài đề bài cho là 5 điểm là đạt các em nhé. Bây giờ ta giải bài này sao nào. À, như vậy là có 10 câu đúng không, có 10 câu, có 10 câu, 10 câu tức là thử không, thử một lần một câu để mà một câu đúng thì là xác suất bằng bao nhiêu các em. Một câu đúng trong 4 câu mà có một câu đúng thì là xác suất là 1/4 đúng không, mà ta sẽ thử 10 câu như vậy thì đây chính là mô hình của cái gì nào các em, mô hình của phân phối gì, nhị thức. N sẽ bằng bao nhiêu nào, N của ta sẽ bằng 10 đúng rồi, và xác suất P bằng mấy, 1/4 tức là 0,20, nhầm đúng rồi. Như vậy để ta xem là tính xác suất để sinh viên này đạt có nghĩa là phải 5 điểm cơ, 5 điểm bây giờ là đúng thì được 2, sai thì bị trừ 1. Bây giờ ta phải tính coi cái số điểm bằng 5 nhá, với xác suất mà điểm nó bằng 5 để đạt đó, từ 5 điểm trở lên, từ 5 điểm trở lên là đạt. Sinh viên này đạt, sinh viên này đạt là 5 điểm trở lên. Đúng không? Thế thì ta làm sao nào? Gọi x. Thầy giải nha. Gọi x là số câu trả lời đúng của sinh viên. Thì y là số điểm của sinh viên. Số điểm của sinh viên. Đúng không? Trong bài này thầy nói là tính xác suất để sinh viên điểm này là đạt nhá, chỉ là đạt thôi, đạt là 5 điểm đó các em, đạt là 5 điểm đó. Thế thì x là số câu đúng, y là số điểm của sinh viên. X là số câu đúng, y là số điểm của sinh viên. Thì quan hệ giữa y và x các em biết rồi, nếu mà x là số câu đúng thì điểm của nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhân 2 lên. Đúng không? X là số câu đúng, ví dụ là 3 chẳng hạn thì ta có 6 điểm. À. Nhưng nếu 6 điểm đó tức là có 3 câu đúng thì có phải 7 câu sai, 7 câu sai thì bị trừ đi 7 điểm rồi các anh. Đúng không? Như vậy là x là số câu đúng thì số câu sai của nó sẽ là 10 trừ x. Và như vậy điểm của nó chính là 2 nhân x trừ cho 1 này em. Đây là 1 điểm này. Đây là 1 điểm, còn đây là 2 điểm. 2 nhân x trừ 1 điểm nhân với 10 trừ x. Thì ta rút gọn cái hệ thức này ta có 3x trừ 10. Phải không? Đây là 2x cộng cho 1x nữa là 3x trừ 10. Đấy. Bây giờ để sinh viên này đạt thôi, tức là sinh viên này 5 điểm đó, tính tính xác suất để sinh viên này được 5 điểm thôi, đạt 5 điểm, đúng 5 điểm. Chứ không phải là từ từ 5 trở lên. Ở đây đề bài chỉ cho ta là tính
xác suất để sinh viên này đạt, có nghĩa là bằng 5, y phải bằng 5 thì ta sẽ suy ra được là y bằng 5, đúng không? Y là 5 điểm thì suy ra x bằng 5. Đấy. Ở đây ta sẽ suy ra x bằng 5 nhá. Và tiếp tục nào, và như vậy xác suất để y bằng 5 có nghĩa là bằng x bằng 5 ha. Nhớ là như vậy là cái số câu nhá, số câu giờ là x bằng 5, và như vậy là p của ta là 0,25 đây, q của ta là 0,75 đây. Ta tính ra k lúc này bằng 5 đúng không em? C10 k là 5 nhân với 0,25 lũy thừa 5 nhân với 0,75 lũy thừa 10 trừ 5. Và như vậy ta tính ra như vậy là bằng 0,058 thì gần như là bao nhiêu? Gần như là 6% các em ạ. Tức là sinh viên này để mà đạt đúng 5 điểm thì chỉ bằng 6% thôi. Nhưng xong phải các em. Giờ thầy hỏi thêm nè, đúng với bài này nếu mà thầy sửa lại cái này, thầy sửa lại câu hỏi tính xác suất để sinh viên này có điểm đạt trở lên từ 5 điểm trở lên thì các em phải làm sao nào? Nếu bài này nhá, thầy sửa lại tính xác suất điểm của sinh viên này đạt từ 5 điểm trở lên, có nghĩa là có khả năng cả giỏi luôn, đánh hung họa nhưng mà có khả năng giỏi luôn từ 5 điểm cho đến 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Theo cái luật điểm chơi là như vậy, có nghĩa là trúng thì được 2 điểm mà sai là bị trừ 1 điểm. Thì ta làm sao nào các em? Bài này thì các em phải làm sao nào? Bài này chúng ta nên dùng Excel thôi, phải không? Excel để tính, hoặc là dùng công thức lập trình một tí ở trong máy tính bỏ túi thì ta cũng tính được. Nhưng mà đây thầy khuyên các em nên dùng Excel, có nghĩa là sao nào? Lúc này cái dấu bằng của ta đó, cái dấu bằng ở đây nè thì vẫn vậy, số điểm thì vẫn vậy, nhưng để y lúc này ta sửa lại dấu bằng là số gì, là dấu gì các em? Dấu lớn hơn hoặc bằng thì mình suy ra là x cũng lớn hơn hoặc bằng 5 đó. Nếu mà y lớn hơn hoặc bằng 5 thì x sẽ lớn hơn hoặc bằng 5. Và như vậy thì cái công thức này này ta phải tính cho 5 lần ta cộng lại, đúng không? 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10, như vậy là 6 lần chứ, phải không? Là từ 5 mà y bằng 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Cho nên là nếu mà đề bài như vậy thì ta phải cộng 5 lần xác suất y bằng 5 cộng y bằng 6 cộng y bằng 7 cộng y bằng 8 cộng y bằng 9 và cộng y bằng 10 thì xác suất nó to hơn một tí, không? Xác suất này nó to hơn một tí. Còn nếu mà để đạt đúng 5 điểm thì xác suất của nó gần bằng 6% thôi các em ạ. Đó. Như vậy bài này các em hiểu rồi phải không? Như vậy là thầy hỏi thêm cái câu hỏi thì các em cũng phải tự biết giải nhá. Tất nhiên là trong này thầy chỉ lấy cái phần đơn giản nhất để tính thôi, còn cái phần mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì như thầy đã tính dùng Excel làm nhanh nhất. Ta gài công thức, ta kéo xuống, ta sum nó lại là coi như là xong. Mấy bài này thầy nghĩ các em dễ hiểu đúng không? Bây giờ ta tiếp tục nhé. Ta sang một phân phối gọi là phân phối Poisson. Phân phối Poisson, người ta còn gọi là xác suất hiếm các em. Xác suất hiếm có nghĩa là xác suất hiếm hoi, xác suất ít xảy ra. Ví dụ xác suất nào ít xảy ra nào? Xác suất chiều nay các em mua một vé số của Thành phố Hồ Chí Minh, vé số Thành phố Hồ Chí Minh để chiều nay chúng độc đặt, ví dụ như vậy, đó là xác suất hiếm nhá. Còn nhiều xác suất, nhưng mà cứ nhớ xác suất hiếm là xác suất nhỏ, xác suất ít xảy ra. Và nó ký hiệu là cái này các em ạ, x thuộc về p lambda,
Như vậy ở đây có cái từ P ở đây là bottom, P là bottom và lambda là một tham số. Đó là một tham số, thầy sẽ giải thích sau. Phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, x nhận giá trị nha. Lúc này x nhận giá trị 0, 1, 2, k cho đến vô hạn. Này nó khác với hai cái phân phối vừa rồi đúng không? Hai phân phối nhị thức và phân phối siêu bội là cái tập hợp k của ta là đúng không ạ? Không cho đến n, 0, 1, 2, 3 chấm chấm cho đến n là thôi. Còn ở đây nó khác, vô hạn nha các em. Ở đây k là tập vô hạn, k là từ 0, 1, 2 cho đến vô cùng nhé. Nó hơi khác chút xíu nhưng cái luật luật chung của nó vẫn giống nhau. Với xác suất của cái này tương ứng là gì nào, ta phải nhớ nha. Bắt đầu là học nhiều phân phối, bây giờ học phân phối nào thì em phải nhớ cái biểu thức tính xác suất tại từng điểm của nó. Rồi đây, xác suất tại điểm x bằng k thì nó có một cái biểu thức như vậy các em nhớ nha. E mũ trừ lambda nhân với lambda k chia cho k giai thừa các em. K giai thừa chắc là các em biết rồi phải không? K giai thừa, giai thừa là ví dụ 7 giai thừa là chính bằng 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Như vậy gọi là giai thừa nhé. Như vậy là xác suất tại từng điểm thì nó bằng cái biểu thức này. Và vì cái biểu thức này, ngay cái biểu thức này các em sẽ thấy là tại sao thầy gọi đây là xác suất hiếm là các em. Cái thứ nhất là gì? Từ số lambda là số cho trước lũy thừa k thì đây chỉ là hàm lũy thừa thôi. Hàm lũy thừa. Trong khi ở đây là e mũ trừ lambda. E mũ trừ lambda là hàm mũ, mà hàm mũ nhưng mà lại bị giảm rất nhanh là do trừ lambda. Nhớ lambda ở đây là số dương. Lambda sẽ ta sẽ tính là số dương nhá. Ở đây là lambda là số dương và chia cho cái k giai thừa các em ạ. K giai thừa này thì rất là lớn. 1 2 3 4. 3 giai thừa thì các em thấy bằng 6 nhưng 4 giai thừa bằng 24. Bây giờ thử k bằng 10 thì số mẫu số rất là lớn. Số này cũng nhỏ nè. Số này lớn nè. Nhân cho một số nhỏ, chia cho một số lớn thì cả cái này sẽ làm cho cái biểu thức xác suất này nó sẽ nhỏ lại, mặc dù là lambda k này nó không bù lại được, lambda k không bù lại được. Cho nên xác suất ở đây là xác suất nhỏ và như vậy người ta gọi là xác suất hiếm các em. Biểu thức nó cho ta ở đây ta biết đây là xác suất nhỏ rồi. Và thầy có ghi thêm một cái công thức nữa. Công thức này là trong công thức của Excel, các em cũng nên tham tham chiếu cái công thức này trên Excel. Nếu mà có máy vi tính thì nghĩ là máy vi tính dần dần nó sẽ phổ cập và các em sẽ dùng những cái công thức này để kiểm tra ngay trên Excel nhá, ngay trên Excel. Còn mình bấm cái này ra đó trong máy bỏ túi cũng được, nhưng mà dùng Excel mình gõ cái lệnh này rất là nhanh và nó visual cho mình được. Excel nó để cho ta thấy được những cái từng bước ta tính, nó tiện như vậy. Cho nên các em có phải nhớ luôn đây là lệnh của Excel: bottom k lambda zero. Cái số zero này là để tính, thầy nói một lần rồi đúng không? Tuần trước thầy đã nói cái tham số zero này nếu là số 1 là để cộng dồn xác suất từ bắt đầu, từ từ đầu. Ví dụ đây là cộng dồn xác suất từ 0 cho đến cái điểm k đấy, nếu mà đây là 1. Còn nếu mà là 0 thì ta chỉ tính có xác suất tại từng điểm thôi. Phải không? Cái công thức mà nhị thức là cũng y chang như vậy phải không các em? Binomial, binomial, binomial list n p và 1 hoặc 0 nhá. Binomial nhá. Thì có cơ hội thì thầy sẽ giới thiệu những cái hàm Excel để mấy em theo dõi luôn nhé. Còn nếu mà muốn đầy đủ các hàm
trong Excel thì các em nên tra trong những cái cuốn sách, ví dụ sách của thầy có viết rất đầy đủ về những cái hàm Excel nhé. Còn ở trên màn hình, trên TV để mà cho đại chúng thì có chỗ thầy nhắc, có chỗ thầy không nhắc nhé. Ở chỗ nào mà làm Excel nhiều thầy sẽ nhắc dùng cái hàm nào nhé. Chứ không phải lúc nào thầy cũng đưa cái hàm này ra. Hàm này là một cái hàm mà trong Excel nó gài trước rồi, nó gài trước rồi. Như vậy là cái công thức xác suất này nè, là cái công thức, thầy nói lại, công thức xác suất này là hiếm, nhỏ cho nên nó gọi là hiếm. Ta tiếp tục, ta có một cái định lý về cái này. Nếu cho x thuộc vào Boson lambda thì gọi luôn đến đây là Boson lambda nhé. Boson lambda thì mấy kết luận sau. Đầu tiên kết luận này, tức là cộng tất tần tật tất cả các xác suất có thể từ 0 cho đến vô cùng. Đây các em, k nó lấy từ 0 này cho đến vô cùng thì xác suất này phải bằng 1. Phải bằng 1. Mà điều này thì hiển nhiên, như thầy đã nói, bất kỳ một cái hệ phân phối nào từ nhị thức nè, từ siêu bội nè, hôm nay ta đến Poisson nè, và những cái trước đó phải không, những cái thí dụ mà rời rạc, những cái hệ xác suất rời rạc mà hệ xác suất đầy đủ đó, thì nó cũng phải là cộng tất tần tật các giá trị xác suất có thể luôn luôn bằng một. Thầy nhắc lại cái này thầy nghĩ cũng không thừa đúng không các em, không thừa. Rồi cái kết luận thứ hai thì kỳ vọng của x này chính là bằng lambda các em ạ. Kỳ vọng của phân phối x này nè, phân phối siêu bội, à phân phối Poisson chứ, Poisson bằng lambda nhé. Còn siêu bội là bằng NP đúng không, nhị thức cũng là bằng NP nhé. Rồi như vậy là đây kỳ vọng bằng lambda và variance của nó, tức là phương sai của nó cũng bằng lambda các em ạ, cũng bằng lambda. Như vậy để dễ nhớ ha, cái này cũng dễ nhớ, cái số lambda này là số lambda này là thì kỳ vọng của nó cũng bằng lambda mà phương sai của nó cũng bằng lambda nhé. Thì vì thời giờ cũng đã hết hạn thì thầy nghĩ là sau những cái điều thầy mới giảng, nhất là cái bài toán ban đầu về nhị thức, thì thầy nghĩ các em về nhà suy nghĩ thêm nhé, để giải thêm những cái câu hỏi mà thầy mới đặt ra, và cũng nên dùng Excel để thử nghiệm lại tất cả những cái lý thuyết mà mình đã học ở trong trường, cũng ngay ở trên này. Nếu mà có cơ hội thì thầy cũng dùng Excel để thầy thể nghiệm lại, để thí nghiệm lại tất cả những cái điều mà chúng ta đã học, thì để làm sáng tỏ hơn những cái điều chúng ta học nhé. Vì thời giờ đã hết hạn cho nên là thầy thân ái chào các em, hẹn các em vào